tiên, và hôm nay Văn sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu bàn cầu treo tường đến từ thương hiệu thiết bị vệ sinh Toto. Bàn cầu treo tường này có mã số đó là CW762, đi kèm chung với chất nước và nút nhấn xả nút lưu H099MB0083 và nắp rửa điện tử TCF4732A. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy đây là bàn cầu treo tường với công nghệ chống bám bẩn, cho nên sẽ hạn chế được cái việc rong rêu bám lên bàn cầu. Đây, bàn cầu treo tường này có các nút ẩm tường và có nút hai chế độ xả tiểu và đại. Đây, đi kèm chung thì chúng ta có thể thấy đây là một cái nắp rửa điện tử. Đây, nắp rửa điện tử này cảm biến nhiệt độ tự đóng mở khi mà chúng ta bước tới. Tiếp theo nữa thì nắp rửa điện tử này còn có thể là tự sửa ấm bệ ngồi cũng như là tự sấy khô. Vòi xịt với hai chức năng rửa trước và rửa sau rất tiện lợi. Thì các bạn có thể để ý thì bàn cầu này sử dụng chế độ xả xoáy với hai cửa xả lớn và lòng bàn cầu cũng khá là sâu, cho nên hạn chế được cái việc đó là nước văng ra khi sử dụng. Thì ngoài ra thì bàn cầu này còn có chức năng đó là khử mùi cũng như là tự vệ sinh vòi xịt rất là hay. Đây, các bạn có thể là sử dụng dựa theo cái bảng hướng dẫn ở đây. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới hoặc like và subscribe cho kênh siêu thị Kim Quốc Tiến. Và bây giờ chào tạm biệt.